Tại tỉnh Đắk Lắk, Tòa án Nhân dân cấp cao Đà Nẵng vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 7 bị cáo trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu của cơ quan tổ chức để chiếm đoạt trên 16 tỷ đồng của người dân. Tất cả 7 bị cáo này đều trú tại tỉnh Đắk Lắk do Trần Thị Hồng, 64 tuổi, cầm đầu. Theo cáo trạng, từ đầu năm 2011 đến cuối năm 2015, lợi dụng vào việc có nhiều học sinh ra trường nhưng không xin được việc làm, nên bị cáo Hồng đã đưa ra thông tin gian dối là mình có mối quan hệ quen biết rộng, có khả năng xin vào học tại các trường của ngành công an, chuyển biên chế trong ngành công an. Sau đó bị cáo Hồng đã lôi kéo các bị cáo còn lại cùng tham gia, nhận tiền rồi chiếm đoạt. Để tạo niềm tin, Hồng đã vào Thành phố Hồ Chí Minh thuê làm giả con dấu của trường trung cấp cảnh sát nhân dân 6 tại cơ sở 2 tỉnh Đồng Nai. Sau đó làm giả 65 thông báo nhập học của trường này rồi giao cho các bị hại. Đến cuối năm 2015, số bị hại mang các quyết định trên đến trường để nhập học thì tá hỏa biết toàn bộ giấy tờ là giả. Với thủ đoạn đó, các bị cáo này đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại trên 16 tỷ đồng. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hồng 20 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù giam về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, tổng hợp hình phạt là 23 năm tù giam. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 năm 5 tháng đến 16 năm tù giam cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.